chào chú và anh chị. Vâng, Kim Thủy rất là vui hôm nay chào cho cô chú và anh chị một căn nhà giá rẻ dành cho cô chú và anh chị mình đang có mức thu nhập thấp, gia đình mình đang đông thành viên nè, mình muốn một cái căn nhà nhỏ để cho vợ chồng mình gia riêng, hoặc là mình cần một cái nơi mà vừa ở mà có thể thuận tiện mình có tạo công ăn việc làm cho mình, thì nhà này nhà giá rẻ gần khu công nghiệp Cầu Tràm. Nhưng mà hiếm có những cái căn nhà nào mà nhà giá rẻ mà có thiết kế sân trước và sân sau. Như Kim Thủy đang đứng tại cái không gian phòng bếp nè, rộng thoáng, với căn nhà mình diện tích là 3m2 và dài 10m nha, nên có đầy đủ công năng, một trệt, một lầu, hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, và khoảng không gian phòng khách thì thoải mái, rộng rãi, và thêm một khoảng sân trước nữa cho thành viên mình sở hữu một căn nhà giá rẻ ở được 3-4 thành viên. Thì hiện tại dãy nhà này bên Kim Thủy có 12 căn, và hôm nay Kim Thủy xin review căn số 6. Vì những video trước Kim Thủy đã có review căn số 1, số 2 cho đến số 5, thì những cái căn đó đã có chủ nhân rồi. Và căn số 6 này hôm nay Kim Thủy xin review đại dãy nhà này cho cô chú và anh chị tiếp tục là căn số 6. Vì căn nếu mà mình đang tìm một căn nhà giá rẻ mà gần khu công Cầu Tràm hướng từ Đinh Đức Thiện nói dài, nếu mà cô chú và anh chị mình ở tất cả các quận huyện, mình đi theo tuyến đường đó là quốc lộ 1A rất là dễ đi. Mình đến chợ Bình Chánh, mình di chuyển vào đường Đinh Đức Thiện giúp Kim Thủy rồi đến dãy nhà của mình. Với một dãy nhà giá rẻ nhưng mà khu của mình ở nhà đầy đủ tiện ích hết. Mình đi chợ Trung Thành khoảng tầm 1 cây số thôi, và mình đi trường học các cấp cho con cái mình đi học cũng thuận tiện. Đầu đường là trường cấp 1 cho con cái mình đi học luôn. Và ở đây thì môi trường sống rất là mát mẻ nha. Hiện tại là căn số 6 để Kim Thủy review. Căn số 7, căn số 8, nếu mà cô chú và anh chị mình quan tâm những cái căn nhà giá rẻ, thì trước đó Kim Thủy đã có những cái video giá là hơn 700. Và hôm nay xin cập nhật lại cái dãy nhà này, thì với một cái mức giá tri ân dành cho cô chú và anh chị đã ủng hộ Kim Thủy trong thời gian qua, sẽ có một cái mức giá giảm. Và mức giá giảm thế nào, mời cô chú và anh chị mình tham quan dãy nhà này chi tiết, thì Kim Thủy sẽ báo cái giá tổng rõ ràng trong video. Với dãy nhà hướng Nam phù hợp với nhu cầu mình đang tìm cái hướng. Và ở đây mình cách đường lộ chính đường Đinh Đức Thiện nói dài có khoảng 50m thôi, giao thông thuận tiện, và ngoài đó sẽ có xe buýt nữa để về bến xe buýt Chợ Lớn thuận tiện. Nếu mà nhà mình có thành viên lớn tuổi, mình muốn di chuyển về Sài Gòn mà muốn đi bằng xe buýt, thì ở đó có cái tuyến xe ha, từ đi thẳng luôn là bến xe buýt Chợ Lớn luôn, để mình có thể đi thông về tất cả các tỉnh thành. Và bây giờ mình mời cô chú và anh chị mình đi ra con đường Đinh Đức Thiện nói dài để xem ngoài đó con đường có thuận tiện với mình, để mình thuận tiện để đến căn nhà của mình hay không nha. Đang đứng trên trục đường đó là đường Đinh Đức Thiện mà hướng ra chợ Bình Chánh. Nếu mà cô chú và anh chị đã tham khảo nhà của Kim Thủy trong thời gian qua, chắc chắn mình cũng biết chợ Bình Chánh trên đường quốc lộ 1A. Thì từ quốc lộ 1A đó mình đến chợ Bình Chánh và di chuyển vào đường Đinh Đức Thiện giúp Kim Thủy, và đến khu vực Cầu Tràm cách nhà mình khoảng 1 cây số. Và trên mặt tiền đường này sẽ có trường học các cấp nè, có một cái chợ Trung Thành rất là lớn, và khu công nghiệp Cầu Tràm cũng rất là lớn, để cho cô chú và anh chị mình ở một căn nhà giá rẻ mà mình muốn có công ăn việc làm để kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình mình. Và con đường này thì rất là rộng rồi, giao thông thì lưu thông đường này sẽ từ quốc lộ 1A và giao với lại đường tỉnh lộ 835 hướng về quốc lộ 50 cũng được, hướng quốc lộ 1A hoặc là di chuyển đi thẳng luôn để về miền Tây, rất là thuận tiện cho mình để đi con đường này cũng được. Và với những căn nhà giá rẻ mà hiếm có những căn nhà nào mà có thiết kế sân trước sân sau giống như dãy nhà hôm nay Kim Thủy chia sẻ. Và con đường này sẽ có đi xe buýt đi ngang nha, ở xe tải thì chạy thoải mái rồi. Và nếu mà mình sở hữu căn nhà ở đây thì mình mua sắm cái gì cũng có hết á. Đầu đường thì có tất cả những cái tiện ích, nhà mình mà có muốn ăn sáng cũng có luôn, có mua gì mua sắm gì cũng đầy đủ hết. Con đường này á, mình di chuyển vào dãy nhà mình nó khoảng có 50m thôi. Xin mời cô chú và anh chị mình tiếp tục vào dãy nhà mà hôm nay Kim Thủy chia sẻ. Tại dãy nhà 12 căn có thiết kế sân trước sân sau, một lầu, hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, nhà hướng Nam nha cô chú và anh chị. Thông tin của cái căn nhà thì Kim Thủy đã chia sẻ rồi, còn vị trí thì như cô chú và anh chị thấy là đi từ hướng Đinh Đức Thiện đến khu vực Cầu Tràm. Nếu mà những cái thông tin này cô chú và anh chị còn thắc mắc gì, cứ gọi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình để Kim Thủy có thể tư vấn rõ, để trước khi mình đi xem nhà mình đỡ mất thời gian. Và nhà mình đảm bảo xây dựng trên đất thổ cư 100%, đảm bảo pháp lý an toàn, mình ở không tranh chấp nha. Và căn số 1 thì có được cô bên nước ngoài mua thì về để đi tới đi lui. Đó, hiện tại căn số 1 là căn này. Bắt đầu tính từ căn số 1 thì Kim Thủy xin đếm nha. Căn số 2 bắt đầu là nhận sửa quần áo, cô chú và anh chị đến có thể ủng hộ ha. Đây sửa quần áo nè. Và căn số 3 thì có anh chị về ở rồi, rất là vui. Và căn số 4 thì cô chú cũng mua bán nhỏ ở chợ. Hả?
Tiếp theo là căn số 5, bắt đầu ngày mai bên Kim Thủy đi công chứng để cho khách hàng về sở hữu căn nhà này, thì mình có hàng sớm ở rất là đông. Và tiếp theo, hôm nay Kim Thủy xin chọn cái căn số 6 là căn tiếp theo để chào cho cô chú và anh chị một căn nhà chưa có tìm được chủ nhân, thì Kim Thủy rất là vui hôm nay mà chà review căn nhà này mà được cô chú và anh chị đón nhận thêm. Chắc hôm nay Kim Thủy sẽ bớt lọc tốt cho mình để sở hữu căn nhà này nhanh chóng. Và với căn nhà này ha, thiết kế khoảng sân trước rộng nè, khi bước vào nhà có một cái dàn cửa rồi, chắc chắn an toàn, và đã làm nguyên một cái mái che cho toàn 12 căn này khi mình về không phát sinh thiên nha. Và khoảng sân thì có một cái đồng hồ điện, đồng hồ nước từng căn, vòi nước nữa, đó, đầy đủ hết. Và bước vào nhà có một cái dàn cửa tiếp theo, dàn cửa bốn cánh, đó, rất là chắc chắn và an toàn để mình sở hữu một căn nhà giá rẻ, thì như vậy đã quá chỉnh chu rồi. Và khi mà tiến sâu vào bên trong, khoảng không gian phòng khách này quá là sang một căn nhà giá rẻ, phải không ạ? Nhưng ở gạch lát tường á thì khoảng tầm 1m2, nhưng mà từ đây đổ lên sẽ ốp bách PVC giả đá cho toàn khu vực với phòng khách, trải dài đến phía sau nhà bếp của nhà mình luôn. Sang trọng, rộng rãi, thiết kế phòng khách riêng biệt để nơi để mình tiếp khách, hoặc là nơi để thư giãn cùng với thành viên yêu thương của mình. Và một cái khoảng không gian phòng bếp thì không thể thiếu rồi. Gian bếp thì có tủ bếp trên, dưới đầy đủ để mình dành không gian này để nấu những bữa cơm ngon gia đình mình. Và nơi để giặt đằng này, tủ lạnh thì để kế bên luôn, gọn gàng. Vâng, nếu mà nhà mình còn 1-2 thành viên ở quá rộng rãi, còn 3-4 thành viên, mời cô chú và anh chị mình sẽ lên hai căn phòng ngủ chính đó. Nhà mình có thiết kế một khoảng sân sau. Khi mà cô chú và anh chị mình đóng cánh cửa này lại nha, đóng lại thì mình vẫn còn thừa hưởng cái cánh cửa sổ đó, mình nấu ăn ấy không bị ngợp, không bị bám mùi gì cả, rất là thích luôn. Ngoài khoảng sân sau này là khoảng tầm hơn 1m chút xíu nha, đặt một cái bồn rửa tay phía ngoài để tiện thành viên mình. Ngoài này nếu mà mình làm thêm cái mica sáng nhé, để cho nắng ánh sáng chiếu vào nhà đó, mình cũng thừa hưởng những cái gió bên ngoài nữa, rất là thích. Và căn phòng vệ sinh đó, đầy đủ bồn vệ sinh nha, cả đất tường thì sạch sẽ cao ráo. Nhà có hai phòng vệ sinh, mặc dù nhà giá rẻ nhưng mà thiết kế như vậy là quá thích rồi. Mặc dù nhà mình có hơn 700 thôi đó, thì với công trình hồi trời lúc trước á, Kim Thủy cũng báo giá tổng rõ ràng, nhưng mà trong cái thời gian gần đây Kim Thủy có giảm một mức giá để thu hồi vốn. Giá này sẽ một cái mức giá tốt dành cho cô chú và anh chị khi tìm nhà giá rẻ mà có thiết kế sân trước sân sau. Và chi tiết trên lầu còn nữa nha, xin mời cô chú và anh chị lên tham quan nếu thấy phù hợp. Hãy sở hữu căn số 6 này tiếp theo, là một cái vị trí rất là đẹp của dãy nhà này. Căn phòng ngủ đầu tiên có thiết kế thừa hưởng một cái hành lang bước ra ngoài và cửa sổ thoáng mát nha. Căn phòng này thì quá là rộng để cho hai thành viên mình ở thoải mái rồi. Trần là trần lá phong, tông màu trắng sạch sẽ, đều 1m2 thắp sáng cho căn nhà của mình. Dàn cửa là dàn cửa gỗ chắc chắn kiên cố nha. Và bồn rửa tay đặt phía ngoài cũng tiện lắm nè. Phòng vệ sinh thì kế bên luôn đó. Nhà mình có hai phòng vệ sinh trên dưới thì nó tiện thành viên mình ở tầng trệt, và trên lầu mình cũng tiện nữa. Và căn phòng ngủ thứ hai này cũng thừa hưởng có cánh cửa sổ rất là lớn luôn, hướng ra ngoài cái sân sau đó. Phòng này ha, mình để một cái giường hoặc là cái niệm thôi. Thường cô chú và anh chị mình để cái niệm thì đơn giản hơn để sở hữu một căn nhà giá rẻ mà có hai phòng ngủ rộng rãi. Vâng, với nhà giá rẻ cho mình một cái nơi mình ở đầy đủ tiện ích. Và với chi tiết căn nhà này Kim Thủy đã chia sẻ cụ thể trong video rồi. Còn nếu có thắc mắc gì thêm, cô chú và anh chị để tin nhắn hoặc là gọi Kim Thủy để có thể tương tác hỗ trợ cô chú và anh chị hết sức mình nha. Chú và anh chị, đây là khoảng sân sau của một căn nhà giá rẻ, thiết kế rất là dễ thương, có cửa sổ hướng ra ngoài sân sau. Nhà giá rẻ hiếm có những cái dãy nhà nào có thiết kế sân trước sân sau, một lầu hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, và ngay từ khu công cầu Tràm mình di chuyển đến nhà của mình chưa đầy một cây số luôn á. Và từ đường Đinh Đức Thiện nói dài ha, đến dãy nhà 12 căn này khoảng tầm có 50m thôi, không có đi quành co gì cả, chỉ đi có một sẹt đường Đinh Đức Thiện nói dài thôi. Và từ hướng chợ Bình Chánh mình vào đường Đinh Đức Thiện á, mình di chuyển đến đây rất là dễ dàng theo những cái con đường chính không à. Và với căn nhà này xin Kim Thủy xin để một cái mức giá tri ân giảm so với những cái giá mà Kim Thủy đã có những video trước, đó là giá tổng của căn nhà này, một cái mức giá hỗ trợ hết mình luôn, 730 triệu là giá tổng của căn nhà giá rẻ. Giá rẻ nhưng mà đảm bảo cho cô chú và anh chị có nơi mình an cư ở ổn định lâu dài, không có tranh chấp, và đảm bảo khu vực của mình không bị ngập nước và rất là an ninh. Và hiện tại cô chú và anh chị khi mà đến xem căn số 6 này, vì là dãy nhà từ căn số 1 cho đến căn số 5 đã có khách về ở rồi, và căn số 10, 12 cũng khách hàng về ở rồi. Chi tiết căn nhà nào còn khi mà cô chú và anh chị đến xem, Kim Thủy sẽ cho cô chú và anh chị
những cái vị trí còn để mình có nhiều sự lựa chọn. Và khu ở đây á, cô chú và anh chị về ở á, rất là thân thiện, đảm bảo cho mình á, một cái nơi mình an ninh để mình đi làm á, mình cũng yên tâm. Và với giá già giá rẻ, nhưng mà cô chú và anh chị ơi, mình có một cái nơi mình an cư ở ổn định lâu dài, mà mình có một cái nơi để mình có thể xin việc làm thuận tiện nữa, vì gần khu công cầu Tràm có nhiều ngành để mình lựa chọn. Và ở đây thì Kim thể thấy hay đi ngang qua, hay để cái bảng mà tuyển dụng ở khu công cầu Tràm á, nếu mà cô chú và anh chị mình muốn có công việc làm, có mức thu nhập để mình lo cho gia đình mình thêm, thì ở đây cô chú và anh chị nếu mà mình có cố gắng và mình chịu khó, mình sẽ có một công việc để mình có kiếm thêm thu nhập cho mình nữa. Dãy nhà của mình á, đối diện là một cái view rất là đẹp, view trồng rau, nên đã trồng rau rồi cô chú và anh chị thấy đâu có bị ngập nước rồi, đây được đảm bảo chắc chắn rồi. À, khu này ha cô chú và anh chị, khi mà mình về đây ở mình sẽ cảm được cái môi trường sống của mình mát mẻ thế nào và tiện ích như thế nào. Nếu mà cô chú và anh chị cần những cái căn nhà giá rẻ hơn thì hiện tại Kim Thị còn những cái mức giá hơn 600 mấy, và mức giá 600 mấy thế nào, mẫu nhà thế nào, mời cô chú và anh chị mình để lại tin nhắn, Kim Thị sẽ gửi cái đường link cho mình theo dõi. Vì công trình vừa qua được cô chú và anh chị mình nắm bắt và mình chọn những cái mẫu nhà hơn 500 mấy và hơn 300 mấy, 400 mấy cũng rất là nhanh, nên hiện tại công trình còn á, thì Kim Thị còn một căn 400 nè, đó còn đúng một căn 400 thôi đó, giá rẻ lắm. Nhưng mà rẻ thế nào mời cô chú và anh chị mình có thể tương tác cùng với Kim Thủy để mình có thể chọn những mẫu nhà phù hợp nhất cho mình. Và với dãy nhà 12 căn, hôm nay Kim Thủy chọn căn số 6 đó. Nếu mà cô chú và anh chị quan tâm dãy nhà này thì căn số 6 welcome, xin mời cô chú và anh chị đến xem dãy nhà, nó thấy phù hợp thì chọn cho được căn nhà để an cư lập nghiệp nha. Kim Thủy cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều trong thời gian qua đã đăng ký và đồng hành chọn những mẫu nhà bên Kim Thủy là nơi an cư lập nghiệp. Mỗi ngày Kim Thủy sẽ gặp cô chú và anh chị trên kênh của Kim Thủy để cho cô chú và anh chị có nhiều sự lựa chọn, phải không ạ? Tìm nhà thì mình có nhiều sự lựa chọn thì mình thích hơn, để mình chọn một căn nhà như ý cho mình hơn. Kim Thủy xin mến chúc cô chú và anh chị nhiều sức khỏe và sớm tìm một căn nhà phù hợp nhất cho mình. Xin chào cô chú và anh chị, hẹn gặp lại những video nhà mới hơn.